Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6 thôi, chúng ta tạm bỏ quên chuyện ông Kobe bị tòa phạt như thế nào, chuyện đặt tên của người con của hoàng tử của bên anh tên là gì, và đặc biệt là vụ cô đào Stormy Daniels và luật sư của ông đã có những cái phản ứng gì sau lời tuyên bố của Tổng thống Trump. Thôi chúng ta tạm bỏ quên và chúng ta hôm nay chú trọng đến sức khỏe của chúng ta với bác sĩ Michael Đào. Chào bác sĩ. Xin kính chào anh Trọng. Chào bác sĩ Tuấn. Hôm nay thì có bác sĩ đây, một số người muốn hỏi bác sĩ về vấn đề mà một cái hiện tượng ở các trường học cũng rất nhiều và những cái người trung niên cũng rất nhiều, có một cái ống chứ không phải điếu thuốc, nó cầm vậy bắp bắp khói phả đầy hết nơi, gọi là vapor. Thì cái hiện tượng đó nó có ảnh hưởng sức khỏe như thế nào, rồi nó có ảnh hưởng đến những người chung quanh như thế nào không thưa bác sĩ? Kính thưa anh Trọng và kính thưa quý vị, là cái gọi là thuốc lá điện tử đó, quý vị biết hồi xưa hút thuốc lá, sau rồi người ta cấm, rồi nhiều người chuyển sang thuốc lá điện tử. Nhưng mà thuốc lá điện tử á, mình hút cho nó cũng nhả khói. Khói nhiều lắm. Nhưng mà nhiều cái đặc biệt là tuần vừa rồi FDA mới crack down on tất cả những cái tiệm. FDA tuần vừa rồi đã gửi thư ra cảnh cáo 40 cái tiệm. Cộng với là cảnh cáo những cái eBay hay là những cái internet mà bán thuốc lá. Bởi vì tại sao bây giờ trở thành một cái dịch ở trường high school, là trường trung học. Tất cả các em dưới 18 tuổi mà dùng cái thuốc, hút cái thuốc này rất nhiều, bởi vì á cái hình dạng của cái này nó làm cho người ta hình dạng giống như là cái flash drive của cái computer á. Đúng rồi. Cái USB á. Quý vị biết cái USB là cái mình bỏ memory, bỏ học hành, con em mình nó bỏ vô, nó bỏ những cái homework trong đó rồi nó đi học, nó làm việc homework. Mà cái tụi mà bán thuốc này á, nó muốn dụ dỗ đám con nít, mà muốn cho cha mẹ học thầy giáo để không có biết là mấy em hút thuốc lá, bằng cách là nó chế ra cái hình dạng giống như cái USB. Giống như cái sạc luôn, giống như cái sạc battery luôn, giống như cái loại giống USB đó. Giống USB vậy luôn. Oh my god. Mình cầm cái USB mình tưởng là cái này là cái USB thôi bình thường, mà nó vô trong trường học, rồi nó vô trong nhà tắm trường học, nó hút mà cái, đặc biệt cái này nữa, nó chế là không nhả khói nữa. Wow. Không, trời ơi. Không thả khói ra nữa. Có feel cảm giác mà không có khói ra nữa. Tức là nó làm đủ trò để mà nó dụ cho chắc trẻ em dưới 18 tuổi hút thuốc lá. Mà nhưng mà bác sĩ, cái này là cái hàng make ở đâu bác sĩ? Sản xuất ở đâu? Cái này sản xuất ở Mỹ cũng có, ở nước khác cũng có. Cái này đúng ra thì phải cho những người trên 18 tuổi hoặc trên 21 tuổi mới được. Nhưng mà tại vì họ bán trên internet, bây giờ một số họ, những cái tiệm nhỏ nhỏ như hãng liquor, tiệm bán thuốc lá vapor, thuốc lá mà điện tử, nó bán cho con nít luôn. Đến bây giờ thì thấy có những cái chữ như là chữ tàu kìa, Make in China. Thì quý vị thấy là do đó con em của quý vị á, mà nó đang cầm cái gì mà giống như cái USB mà nó ngậm ngậm trong miệng, hay là nó kiểu mà nó giấu mình, nó vô trong phòng tắm á, thì có thể mình nói chuyện với con em của mình. Bởi vì tại sao tất cả họ nghiên cứu thấy những em nào mà trung học hoặc là trường middle school mà dùng cái này á, dùng cái vapor, dùng cái thuốc lá điện tử, thì trong tương lai khi nó lớn lên á, là rất nhiều trở thành hút thuốc thiệt. Thì còn gì nữa. Nó đang dùng cái này rồi từ từ nó quen cái miệng á, quen cái tay, thì nó sẽ hút thuốc lá thiệt. Và cái thuốc lá thiệt thì quý vị biết rất hại. Cũng như là cái này, cái vapor mới tìm ra, mới khám phá ra là cái vapor, mà cái thuốc lá điện tử không phải là tốt, không phải là benign, chứ không, nghĩa là nó có hại chứ không phải là không hại. Do đó quý vị, mà những con em mà hút thuốc lá, hút làm vapor, hút thuốc lá điện tử, rồi sau trở thành hút thuốc lá thiệt, là tất cả có một số trở thành như là nghiện thuốc marijuana, nghiện thuốc cần sa, rồi học hành không được, chẳng hạn là cuộc đời nó sẽ
Khó khăn hơn. Chấm dứt. Dạ. Thế thưa bác sĩ, cái tình trạng này có một lần nữa bác sĩ cho biết rằng những trẻ em dưới 18 tuổi là không được sử dụng cái này thưa bác không sĩ. Không có quyền mua. Không có quyền mua. Hình như bây giờ luật là lên trên 21 tuổi rồi bây giờ. Dạ. 21 tuổi có một số trẻ em là 21 tuổi rồi mới được có quyền mua đúng cái thuốc lá. Nhưng mà thưa bác sĩ, cái mua là một chuyện, nhưng mà tôi hỏi rằng là mấy người dưới 18 tuổi có được sử dụng không, là nghĩa là bỏ vô miệng hút ra không nữa. Sử dụng là mình muốn làm gì mình làm, ai cấm mình. Nhưng mà cái luật là ok, không được bán dưới 21 tuổi để khuyến khích những người 21 dưới 21 tuổi. Không nên hút. Mà thì anh chồng biết cấm là một chuyện mà làm là một chuyện. Nhưng mà vô trường học thì khi thầy giáo thấy những cái người này thì họ có làm gì được? Nếu mà thấy mà bắt được á, có thể đuổi ra khỏi trường học được. Thành ra mà that's why nó chế riêng là không có khói nữa. Không chế có khói. Là không có khói nữa, hút vô mà không có khói nữa. Wow. That's why nó là cái những cái hãng này nó làm đủ kiểu để mà dụ dỗ con nít, dụ dỗ mọi người hết. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã đưa cho một cái tin tức mới. Và đây là một trong những có thể mang đến những cái hệ quả quan trọng và về tương lai của con cháu của chúng ta. Lẽ dĩ nhiên thì mọi người đều có quyền tự do. Tuy nhiên những cái tự do mà chúng ta, những người đi trước, như bác sĩ, với cái kinh nghiệm của bác sĩ thì bác thấy cái này nó không có tốt cho sức khỏe bác sĩ. Không tốt cho sức khỏe mà không tốt cho con em của mình. Nếu mà người lớn tuổi thì họ tự động họ quyết định thì được. Nhưng mà con em của mình ở dưới 18 tuổi, mình nên khuyên nó lại, mình là người cha mẹ có thể control được, có thể, có thể dìu dắt. Con em của mình được. Vâng, quý vị thấy mà bác sĩ Mai Đạo đưa những cái hình ảnh sáng nay ra cho thấy rằng là cái này nó y như là cái USB. USB đây. USB đây nó giống y chang những cái này nhưng mà nó dài hơn. Không, cái trắng trắng nó kìa, cái trắng trắng hút rồi, đó, cái trắng trắng đó, nó như rồi, vậy. Cái nhỏ giống như là cái USB nhỏ được không? Vậy thì khó để chúng ta có thể nhận rằng con em chúng ta đã đi vào cái thế giới thần tiên bằng Viber. Thành ra quý vị cần phải hiểu những cái này để ngăn chặn cho các con em của chúng ta để nó có thì giờ đi học hành nhiều hơn là làm những cái điều này. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều thưa bác sĩ. Thế đến một cái căn bệnh thứ nhiều bác à, Tuấn hỏi, muốn hỏi bác sĩ gì đi? Hiện tại bây giờ thì quanh quanh những người mà xung quanh em đó rồi, thì em thấy có rất nhiều gia đình mà có con cái bị một căn bệnh gọi là autism, tức là căn bệnh tự kỷ. Đúng. Và thậm chí là người ta còn không biết được là cái căn bệnh autism đó nó đến từ đâu ra và nó xuất phát lý do tại vì sao có chuyện như thế này. Bác sĩ có thể một lần nữa giải thích cho tất cả mọi người và nếu được có cách phòng tránh không ạ? Nhưng mà trước khi bác sĩ giải thích thì cái bệnh nó tự kỷ là cái chữ đó là mình tôi chính tôi cũng không hiểu cái bệnh đó là như thế nào nữa. Dạ đây, bác sĩ sẽ là người để cho biết cái bệnh như thế nào nữa. Dạ. Cái bệnh autism là Việt Nam mình dịch là tự kỷ á, là những em bé đó. Dạ. Nó không có ra socialize với những đứa khác. Oh. Nó một mình nó một chỗ rồi nó cứ repeat lại, nó cứ nói lại một câu, nó làm cái gì nó làm một cái thôi, như cái tay nó cứ hay là nó cứ nói nói vậy mà nó không socialize với, nó không bạn bè với không những hòa người đồng khác, được không hòa đồng được mà nó withdraw một mình nó như vào vậy một cái góc nó một mình thôi. Đúng. Yeah. Rồi nó không nói gì hết, nhiều khi nó không nói năng gì hết, ai hỏi gì hỏi nó không nói năng gì hết. Thì tức là người ta thấy nó có thể chậm phát triển hơn chút xíu, khó phát triển hơn. Rồi nhưng mà nó focus một việc gì thôi, là nó cứ focus chỗ đó, không nó không care những cái khác nữa. Rất nhiều người tài ba là có bệnh tự kỷ. Hay như là nhiều em bé nó không care cái gì hết mà con số con cái toán nó rất là hay, nó chỉ có cái đó con thôi, số chỉ biết con số thôi. Không có biết một gì khác nữa. Rồi nhưng mà cái quan trọng là cái bệnh tự kỷ này á, trong vòng từ năm 2000 cho tới bây giờ nó đã tăng lên rất nhiều. Nó tăng lên tới 25-30% lận. Bởi vì á, thứ nhất number one, người ta nghĩ là hiện tại bây giờ, hồi xưa á, là cái bệnh tự kỷ người ta để ý rất nhiều đến cho dân Mỹ trắng. Bây giờ thì họ nghĩ ra cái tỷ lệ nó tăng lên một phần á, là tại vì cái awareness người ta nói về cái bệnh này. Thành ra bây giờ á, bên người Á Châu cũng thấy cái bệnh tự kỷ, người Mỹ đen, người Black African American cũng thấy tự kỷ, rồi người Mễ Tây Cơ, những người Hispanic đều thấy những cái bệnh tự kỷ ra hết. Thành ra trong vòng 10 năm, 8-9 năm vừa qua, cái diagnosis lên rất là nhiều. Và họ thấy là nó tăng cường 1/7% của tất cả trẻ em ở Hoa Kỳ gọi là cái bệnh, có cái bệnh autism, bệnh tự kỷ. Thì thưa quý vị, cái bệnh tự kỷ nó mà khám phá ra, hiện tại bây giờ người ta không biết tại sao cái bệnh tự kỷ này nó có. Nhưng mà người ta biết có một số di truyền. Một phần hồi xưa là người ta nghĩ tới di truyền, thì sau này người ta thấy là environment, là cái môi trường của mình, mà người ta chưa biết được chắc chắn là từ hiện giờ người ta đang tìm kiếm để khám phá là cái môi trường, tức là cái yếu tố gì trong môi trường mà nó kích thích cái bệnh tự kỷ này hay bệnh autism này. Và có một số quý vị biết trong thời gian khoảng 5-7 năm vừa trước, quý vị biết có một số cha mẹ thừa kiện một vài hãng thuốc chích ngừa và đổi thừa cái thuốc chích ngừa là
làm cho bệnh tự kỷ, nhưng mà bây giờ trong vòng 1-2 năm vừa qua họ nghiên cứu, họ thấy đó là không đúng. Những cái thuốc chích ngừa thật sự không gây ra bệnh tự kỷ và hay bệnh autism. Nhưng mà rồi hiện tại bây giờ họ biết chắc chắn là môi trường, bởi vì play là môi trường có một phần quan trọng trong cái bệnh tự kỷ này, do đó họ đang cố gắng tìm ra. Mà khi tìm ra cái bệnh tự kỷ này sớm á, thì quý vị biết có thể mình intervene được và giúp cho em bé đó có thể sống một cuộc sống normal hơn, bình thường hơn và có thể socialize hơn. Bởi vì hiện tại bây giờ trung bình average là bệnh tự kỷ của người Mỹ trắng khoảng chừng 4-5 tuổi mới bắt đầu khám phá ra. Còn của những người mà gọi là không phải là white á, không phải là người Mỹ trắng á, có thể 1 năm hoặc 2 năm trễ hơn nữa. Khi mà mình tìm ra bệnh hơi trễ thì cái intervene nó khó hơn chút xíu và có thể nó không giúp được cho các em nhiều bạn. Và mới sinh ra thì mình biết đứa trẻ đó bị bệnh tự kỷ không ạ? Không, rất khó. Tại phải có những interaction thì mới thấy được cái đó. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của bác sĩ Michael Đào, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.